Xin chào tất cả các khách hàng đang theo dõi livestream ngày hôm nay của DK Eyebrows and Beauty. Hôm nay thì Master Ngoan Minh Vương vừa thực hiện xong một ca hair shock lông mày rất là đẹp cho một chị khách hàng. Thì trước khi chúng ta quan sát kỹ hơn cái sản phẩm lông mày ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng làm quen với chị ấy một chút nhé. À chào chị ạ. Chị ơi thì chị có thể giới thiệu cho các khán giả đang xem livestream được biết qua về bản thân mình được không ạ? Chào mọi người, mình tên là Linh, mình đến từ Long Biên, Hà Nội. Dạ vâng, thì không biết là lý do gì mà mình lại biết đến DK Eyebrows and Beauty ạ? Trước đây mình đã có bạn làm lông mày ở DK rồi và lông mày của bạn ấy rất là đẹp và bạn đã giới thiệu mình sang đây. Dạ vâng, thì như em được biết là trước đấy mình cũng từng phun xăm lông mày ở cơ sở khác đúng không ạ? Đúng rồi. Mình có thể chia sẻ một chút về cái tình trạng lông mày trước khi qua DK của mình được không ạ? Trước đây mình đã từng phun lông mày 2 lần và lông mày của mình đã bị trổ đỏ. Nó rất là đỏ luôn, và khi mà mình sang DK thì các bạn nhân viên đã tư vấn cho mình là làm laser để xóa cái lông mày cũ đi trước và làm hair shocker. Và bây giờ mình đang rất hài lòng về lông mày của mình. Dạ vâng, thì không biết là trong cái quá trình laser với cả quá trình hair shock lông mày thì mình cảm thấy thế nào? Có đau rát hay là khó chịu gì không? Không hề đau rát và khó chịu gì cả. Bởi vì trước khi làm thì mình đã được ủ tê 30 phút rồi. Và đặc biệt là khi mà mình vừa mới nhấn xong ấy, thì mình có một cái rất là lo lắng là không biết là có các bạn có đè vào mí của mình gây đau rát hoặc là ảnh hưởng đến mí của mình không. Nhưng mà không hề ảnh hưởng gì cả. Lúc làm cũng rất là thoải mái. Thái độ của nhân viên, các bạn nhân viên cũng rất là dễ chịu. Dạ vâng, và mọi người có thể quan sát kỹ hơn lông mày của chị Linh. Sau khi vừa laser và vừa thực hiện hair shock xong thì lông mày hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu là sưng hay là tấy đỏ gì cả. Và lông mày vừa làm xong thì đã rất là tự nhiên. Master Ngoan Minh Vương thì cũng đã thiết kế cho chị ấy một cái dáng mày cong lên cái phần đuôi một chút, nhìn rất là trendy. Thì không biết là mình cảm thấy thế nào về cái lông mày mới ngày hôm nay ạ? Chị cảm thấy rất là hài lòng về lông mày của chị. Dạ vâng, và rất mong là nếu chị Linh cảm thấy hài lòng về sản phẩm và dịch vụ ở tại DK thì mình sẽ giới thiệu thêm bạn bè và người thân để đến với DK. Và mọi người ơi thì hair shop lông mày và laser thẩm mỹ ở tại DK thì đang được giảm giá ngay 20%. Và nếu mà mọi người sử dụng combo cũng như là đi chung với bạn bè thì mọi người sẽ còn được giảm thêm từ 5-10% nữa mọi người nhé. Vì vậy mà ai cũng đang có cái dấu hiệu là làm lông mày ở cơ sở khác này bị trổ đỏ giống chị Linh thì mọi người hãy hoàn toàn tin tưởng để đến với DK, vì DK đã thực hiện rất là nhiều ca xóa sửa lông mày rồi. Và đó, như mọi người có thể thấy thì sản phẩm ngày hôm nay không còn một cái chút dấu hiệu nào của lông mày cũ nữa đúng không ạ? Mọi người có thể là gửi tình trạng của mình qua fanpage của DK để được đội ngũ chuyên viên của chúng tôi tư vấn, hoặc mọi người có thể gọi điện đến số hotline 0912310000 để đặt lịch qua trực tiếp DK để các chuyên gia có thể kiểm tra kỹ hơn tình trạng của mình và tư vấn cái liệu trình phù hợp mọi người nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn chị Linh và tạm biệt mọi người.